Alpha. Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với fanpage Sony Pha Việt Nam. Mình là Trung Anh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt lấy tự động trên các dòng máy mới của Sony như A6600, A6400, A7R4 hoặc A9 Mark II. Thì đối với những dòng máy này đều có hai tính năng kèm theo, đó là tính năng Real Time IRF và Real Time Tracking. Thì hai tính năng này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều trong vấn đề chụp chân dung. Nào, chúng ta cùng xem cách cài đặt thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn kiểu lấy nét ha. Thì kiểu lấy nét đối với Trung hay dùng đó là kiểu lấy nét IFC, vì chúng ta chụp là vật thể mẫu là chuyển động liên tục nên chúng ta sẽ dùng IFC để bắt nét chuyển động cho tốt. Cái trường hợp tiếp theo đó là vùng lấy nét, thì Trung sẽ chọn vùng lấy nét đó là Tracking Wide. Một điều lưu ý nữa, đối với các bạn chụp mẫu trên đường phố hoặc những nơi có đông người thì làm thế nào để máy nó có thể là nhận diện và bắt nét chính xác vào khuôn mặt của mẫu mà mình muốn. Thì đó lúc này tính năng đăng ký khuôn mặt của máy mình nó phải phát huy tác dụng. Để đăng ký khuôn mặt, các bạn vào menu chọn Face Recognition và để khuôn mặt của mẫu vào cái ô vuông ở giữa. Sau đó chúng ta nhấn chụp và chúng ta nhấn Enter. Bây giờ chúng ta đến với phần cài đặt lấy nét mắt. Chúng ta vào menu chọn File AF Setting. Thì trong này chúng ta có thể tùy chọn là tắt hoặc mật chế độ lấy nét vào mắt, chọn chủ thể là người hay là động vật, hoặc là chúng ta có thể là chọn lấy nét vào mắt trái hoặc là mắt phải, hoặc là để tự động. Vậy là qua clip vừa rồi mình hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt lấy nét tự động một cách nhanh nhất trên các dòng máy mới của Sony Alpha. Thì hy vọng qua clip này các bạn sẽ thao tác chiếc máy của mình một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.